nhà máy bạch đằng, cánh chim đầu đàn của ngành tấm lợp Việt Nam. Người ơi về đây sẽ thấy nơi quê hương đổi mới từng ngày, ta ơn người tâm huyết mê say, nơi mọi người ngày đêm lao động nâng vì thế thương hiệu tấm lợp Việt Nam. Vì cuộc sống, vì hạnh phúc của bao người lao động, vì cộng đồng, vì môi trường xanh đẹp cho quê hương. Bạch đằng tấm gương sáng ngời của ngành công nghiệp thành Nam. Người ơi tự hào biết mấy nơi quê hương đổi mới từng ngày, ta ơn người tâm huyết mê say, nơi mọi người đồng tâm hiệp lực nâng vì thế thương hiệu tấm lòng vì cho quê hương, vì cuộc sống, vì hạnh phúc của bao người lao động, vì cộng đồng, vì quê nhà xanh đẹp cho tương lai.